xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay ngày mai 30 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thời tiết của tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiệt độ xuống thấp tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rồng. Và trong 24 giờ tới đây, nền nhiệt vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Thời tiết chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía Nam của lưỡi áp cao là lục địa suy yếu kết hợp rìa phía Bắc rãnh thấp xích đạo. Cụ thể tại các địa phương như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rồng. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 12 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Hình thái thời tiết tại đây là mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Hình thái thời tiết tại khu vực này là mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 16 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nền nhiệt tại đây dao động trong khoảng từ 14 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Thời tiết tại khu vực phía nam, trời nắng vào ban ngày, không có mưa đêm. Cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Tại khu vực này, ban ngày thời tiết khá là lý tưởng, nắng ấm và không có mưa đêm. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế sẵn có, huyện Lạc Dương đang đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng tuyến du lịch canh nông trên địa bàn xã Lát và dọc tuyến quốc lộ 27C. Sản phẩm nông nghiệp của địa phương được du khách ưa chuộng, đặc biệt là hoa các loại, rau, dâu tây, cà phê, cá tầm, v.v. Cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng đón theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Còn bây giờ, như thường lệ, sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Kính chúc quý vị và các bạn bắt đầu những ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.